Rồi giờ chỉ chuẩn bị chiếc hát cái mập đầu uống nha mọi người. Giờ 5 giờ chiều rồi mà xe nhiều quá, giờ phải tăng ca gấp. Giờ rồi lên nó nắp thì láp nha mọi người. Này đồ chuẩn bị chiến sẵn hết, đồ nghề hết, sẵn sàng. Giờ lên bụp nó thôi, đèn đuốc ok hết rồi. Đó, sáng trưng luôn. Chiếc hai ắc này bị đứt video cam, đứt gãy 5 khúc cam luôn. Giờ mua nguyên nắp khác, bỏ lại thay hết, thay hai cam khác, mua nắp, mua nguyên nắp nghĩa địa khác bỏ lên. Còn cái kia nó nắp của nó đứt video cam, gãy hết trơn luôn. Càng cam đồ gãy hết, mấy cái bát dê đồ gãy hết, đâu có bắt lại được, phải mua nắp cái địa khác bỏ lên lại. Xe khách khối quá nên phải tăng ca làm nha mọi người. Đây là nắp cũ nha mọi người, nắp cũ nha anh em. Nắp cũ rồi, mấy bát dê này nó quát hết rồi, giờ phải thay nắp luôn, không có làm gì được. Cam thì gãy 5 khúc. Đây mua nắp cái địa khác luôn, gãy 5 khúc cam. Ác với cam thì gãy hết, gãy hết trơn. Giờ tôi mua nắp mới rồi, giờ tiến hành lên nắp khác lên. Anh em vào xem thấy hay và like mình một cái và chia sẻ nha mọi người. Đức kilo cam. Đây là kilo cam có xe 2H chưa? Toyota 2H. Kilo cam đã tới lắm luôn rồi. Nứt hết luôn, vậy mà biểu nó đung đứt thôi chứ. Chạy quá luôn, chạy hồi giờ ghim luôn, giờ không thay luôn nè. Nứt đồng hai luôn nè. Nắp cái đĩa mới Shisha Bang luôn. Tính nắp giờ em chạy qua bỏ mua gỡ lần đó mấy giờ đóng cửa ạ? Còn Vinh á thì để em giờ em chạy đi bỏ luôn. Không ạ. Đâu á, riêng như đó riêng, nó nằm riêng rồi luôn. Anh tháo cái cảo cái cuộn ra mà không biết là nó xúc và cạn tùm lum ra à. Dập bỏ lên nè. Dạ. Rồi giặt ra, giặt nó lên. Thôi để em đi mua ấy luôn. Cần. Biết rồi. Rồi cái này này, con này. Nhóm điều này nữa. Bung lại chính là nó đang làm tối. Con này. Để em đi mua gửi cho. Bung này. Ừ, con này. Rồi giờ con này, con này. Đây là một lớp zin gãy đứt vô cam gãy nha mọi người. Này nắp zin nè, đây là nắp nghĩa địa nè. Đó. Đây là cam nghĩa địa nha mọi người. Mới xe đen luôn. Nắp nó đứt ra vô cam gãy 5 phút luôn. Đó. Nắp này nắp theo xe. Nắp này nắp theo xe nha. Đó, nắp nghĩa địa nè. Nó lan hổi rồi, thì sinh sạch sẽ lên nắp. Bỏ đi con gà vô em. Gà lẩu rồi. Bỏ xuống, nó nhớt nè. Đây nó nhớt nè. Nhớt rồi quay ngược lại. Ngược lại rồi quay nè, nhìn nè. Nó lại nhớt đâu rồi. Đây. Đây nè. Chính xác đi. Cái đèn này.
Đây là ông Nhớt nè. Ông Nhớt lên lên nắp lắp á. Đúng không Huy? Dạ đúng không? Đúng rồi nè. Đúng không? Ok kệ đó. Bự quá. Đây bỏ đủ rồi nha. Rồi hai thầy trò rồi gấp mấy tô ra hai ắt rồi mới dầu nha hàng lên chặt đuối luôn hai ca đêm nha mọi người tối hù giờ là tối hù hết rồi đó giờ ai hai tròn phải làm nè. Đây đi nắp nắp cái láp của toai h nha mọi người là phải xếp cần này nha đó, cần này nè ngay là cây bảo người ta gọi là cây bảo đau á. Nó đủ lực là nó kêu cắt á. Nè đủ cái nè đó. Con này 10 ly xích 70 phao hay 75 phao là ok mọi người. Hiện tại bây giờ là lăn 65 rồi đó. Vì thước mày vừa thở luôn á. Lỡ mà nó bực phát rồi thôi rồi dẹp nghỉ rồi chứ đâu làm nữa đâu. Rồi nổ im ru xe ben luôn mai giao xe. Không nãy ông kia máy có lỗi hết à về rồi xong.